Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có mấy cây mai vô lũ bạn nữa. Hôm bữa trước á mình có cái lô mình là vô lũ bạn đó 400.000 300 gì đó các bạn nè. Còn lại duy nhất có một cây một số 57, không ai chọn chân để cái số 57 này nữa, mình sẽ làm clip ha. Lúc trước á mình có bán cái lô nào đó cũng chừa lên cây, không phải, còn sót lên cây số 60 hay gì đó. Mình làm rồi, bữa nay nó cũng gần xong các bạn. Để ngày mai mình sẽ lên clip cái đó, rồi tiếp tục mình sẽ uống thêm cái cây này nữa. Số 60, ấy số 57 rồi bạn nhớ ha, 350 ngàn thì nó bao lớn nè bạn. Cái tay mình bóp nó cũng không giáp luôn. Tầm khoảng 20 các bạn. Ha. Thì bữa nay mình có mấy cây nữa đó là nó nhỏ hơn các bạn, thì mình giao lưu bạn nó rẻ hơn. Giá chỉ có 350 thôi. Nè. Giá chỉ có 300 thôi. Thì cây 350 nó lớn hơn xuống một xíu. Cây này nó nhỏ hơn xíu thì 300 ngàn các bạn. Rồi còn đây nhỏ hơn xíu nữa là 250 các bạn. Ha, vậy thì hôm nay mình có giá 300 với lại ít 350, một thứ thì cũng có mấy chục cây các bạn. Ha. 250 với lại 300. Thì mỗi thứ nó có ít cây thôi. Mà hết dân này 60 cây các bạn. Bây giờ để mình đánh số cho này, bây giờ mình lên clip. Mình lên từ cây cho các bạn chọn ha. Đó, thì hôm bữa đó là mình mấy cây lớn á thì mình lựa ra hết rồi, nó cũng đều đều nhau vậy đó. Còn cái cây nào mà tại nguyên trong vườn mình bứng á thì cái cây nào nó hư, nó cao nghiêu ngao thì mình bỏ hết đó bạn, mình dạt cái hết rồi. Mình chỉ lấy cây đều đều như thế này thôi. Ha, thì cây thì các bạn thấy là nó cũng đều đều nhau nè, nhưng mà có cái nó hơi nhỏ hơn xíu thì giá nó hơi thấp hơn so với bên kia nó bự hơn thì 300, còn đây thì 250 ha. Thôi bây giờ để mình lên quay từ cây cho các bạn xem đi, nói hoài cũng vậy thôi ha. Rồi các bạn, đây là cây số 1 nè, giá 300.000 ha. Thì nó tầm khoảng chắc 18 hoặc 19 gì đó bạn, dưới đây thì nó bự nè. Em đưa tay vô hào hào thử cho các bạn xem thôi, để mình lấy cái chai Mỹ Tiến nha, đưa cái chai Mỹ Tiến vô bạn. Đây nè bạn, chai Mỹ Tiến nè. Chai Mỹ Tiến này là chai Mỹ Tiến lớn nha bạn, không phải chai nhỏ ha. Chai nhỏ thì nó bằng cái này nè, chai lớn lớn hơn nữa bạn ha. Đó, rồi cái số 1 ha, quay vòng đi. Số 1 giá 300 ngàn các bạn. Tiếp theo số 2 nè, cây này mà nó dán bay mà nó hơi dài xíu, cái này làm tiểu cảnh ngon các bạn ha. Đó, để lên trên cái mâm đây nè, cái cảnh rất hay luôn nè. Đó, à ha. Ha. Số 2 các bạn. Rồi, 300 ngàn. Số 3. Số 3 là cây trực các bạn. Cây trực quái ha. Đó, nói chung thì cái đợt này cái cây đa số là cây trực các bạn. Nhưng mà cái độ quái của nó thì đẹp đế có luôn bạn ha. Nè, 300 ngàn. Có thì nó quái lắm các bạn. Ha. Số 4 các bạn. À. Lấy cây trực quái này á, thì mình có thể mình quánh cái cành rớt từ đây các bạn ha. Quánh rớt cặp vô cái này móc cho ra thì cái đỉnh vẫn ngắn thôi. Ở đây mình thả một cành lấp qua đây nữa các bạn. Thì mấy cây này rất là quái cây luôn ha. Số 4, những cái thế mà làm thế này thì mình đã chia sẻ bạn nhiều rồi. Số 5 các bạn, củ đới quá trời, củ đới đặc ha. Cây này quánh đổ ra đây nữa bạn, lắm hay luôn ha. Dựng cái đỉnh ngắn ở đây thôi nè, hoặc đây một cái là đây một cái nè, các bạn thấy không? Hai cái đỉnh nó đua theo nhau đầy rớt xuống. Mấy cây này mà mình mà làm á thì các bạn thấy là không lấp đã luôn á ha. Đúng ra mình để cái này là mình làm, nhưng mà không nhiều lắm, mình giao lưu bạn hết cây mà nó mà để lại là mình không có để bạn ơi ha. Nè số 6 nè, các bạn thấy nó quái cỡ này không? Đó, bạn thấy nè, cây này mình chỉ cần dựng lên đây nữa mà dựng lên đá cái cốt chính nó qua cái mình thả nó về hướng này nè, cho nó hồi đầu các bạn, rất là hay luôn ha. Đó, số mấy vậy ta? Số 6 các bạn. Đây, số 7 nè, cây này cũng quái nè, mình có thể mình quánh một cái chớp ở trên đây thôi các bạn, tức là mình làm cái cây trực lắc nằm ở trên cái đỉnh này nè. Rồi, hình dung với không, thì có một cái nhánh nó hơi dài, mình quánh lơi lả xuống đây đó, là nó lả cái cây liền với gì hết, rất là dễ làm các bạn, mấy cây này nè ha. Đó, số 7. Rồi, tiếp theo số 8 các bạn nè, mà thấy quái cỡ này. Đó, đây là cái bay mà cái bay quái các bạn ha. Bay trên đây nè, bạn dựng dựng cái ngọn ở đây nè,
Thì cái cành này là cành bay nè, thì cái cành này, cành hồi đầu á giật ngắn rồi thôi, chóp lên cao như đây nè bạn ha. Mấy cây này á, thì nói chung là mấy cây nó quái mà nó dễ làm quá đó. Thằng này là cái chật nè, cái chật mình quánh cành lả xuống được nè, bắt đây mình lả xuống, ở trên đây mình lên cái mình lả xuống mình cho nó lọt theo cái sườn của cái thằng này số chín các bạn, rất là dễ làm ha. Nói thì dễ ợt à làm thì nói chung cũng hơi khó mà, nếu mà mình trong nghề thì nó dễ lắm, nhưng mình thì mình làm bàn tay luôn các bạn biết rồi đó ha. Nhưng mà đối với bạn mới tập tành thì nó hơi khó tí, nhưng mà cái khó nó mới đã cuộc chơi các bạn ha. Mình thường chia sẻ với bạn hoài á, à, mà thấy cái cây mà nó lả thế này rất là hay luôn ha. Quấn cái lả đi xuống bên đây, cành hai cành lả dựng ngộ, trời ơi, nó đã gì đâu ha. Đó, đối với bạn thì nó hơi khó, nhưng mà mình nghĩ thì cái khó đó nó thỏa mãn cái cuộc chơi của mình các bạn, chứ mà dễ dễ làm thì đâu có gì đâu. Cây này mặt tiền đây nè các bạn nè, quấn rớt xuống đây nè ha, dựng ngọn ngắn thôi, rất là hay luôn. Những cái cây thế này nè ha, số 12 các bạn, 13 đây, chỉ có 300.000 cây này. Cái bay nữa các bạn, bay mà mình có thể quấn cái cành rớt xuống đây nè, cái ngọn nó thì mình dựng nó trên chỗ chỗ đỉnh này nữa các bạn, 13 các bạn ha. Đó, cây nào cũng độc lạ Bình Dương hết trơn á. Đây 14 nè, à, thấy không, quánh cành rớt xuống cái mình nó đó, để nay mai đi mình chừa lại một vài cây mà nó giống giống như thế này nè, để mình làm. Thì trong cái thời gian mà cái này cái bay nè các bạn ha, cái bay này làm tiểu cảnh hay nè, mà thấy không, nếu mà cái mâm của mình tới đây nè thì cành này rớt xuống chiếu thủy nè đó. Nay mai mình sẽ chừa lại một số cây na ná như cây này, không phải mình lựa cây đẹp đâu bạn, là những cây này nó giống vậy thôi, na ná vậy đó, để cho bạn có cái nay mai cái mình làm cái clip mình uống mấy cây này đó, chia sẻ cho bạn xem đó, thì để mình có cái hướng xử lý mấy cây này ha. Mình trong thời gian một vài tháng đi nó lên, mình sẽ làm vài cây để cho các bạn hình dung được ha. Số 17 các bạn, rồi tiếp theo 18 đây, cây trực lắc mà quái cành lả ha. Đó, thì cành lả thì nãy giờ mình đã nói nhiều rồi, bắt đây mình lả xuống các bạn, bên đây mình lả lại lấp cái sườn này. Rồi tiếp theo 19 các bạn, đây này là cành rớt nữa các bạn ha, cái tông nó cao thì mình quấn cành rớt, nó có cái bụng này nè các bạn, mình lấy cái mặt tiền ở đây nè đó, thì có bụng này thì cành mình rớt thì cái nhịp đỉnh nó lên trên đây, rớt xuống đây móc cho móc cái bụng quấn ra các bạn. Thì cái cành rớt đó mình làm nhiều lắm, chia sẻ bạn rồi ha. Cái sáng tạo ở trong cái cành rớt đó, thì mỗi người có một cái cách sáng tạo trong cành rớt các bạn, chứ không giống ai hết trơn á. Mình vô mình lắc cái cành rớt rớt nè, cây này cũng vậy mà ha, này cũng rớt xuống nè, nằm đây nè, thì mỗi người quấn cái cành rớt á là đều có cái sáng tạo trong đó các bạn ha. Thành ra mình thích nhất là cái cành rớt là nó vậy, chứ không ai mà uống giống ai hết trơn các bạn. Cây này cũng vậy nè ha, đó, ở đây nó có cái bụng nó rớt xuống, thì mỗi người á có một cái cách quánh cành rớt, khéo tay không thì do mỗi người thôi, chứ không, nó không có cành nào giống cành nào các bạn ha. Này hồi đầu nè ha, siêu hồi đầu quá, hoặc bay hồi đầu cũng nó đó bạn, 20 quên rồi, 22 hả, 22 các bạn. Rồi tiếp theo là 23 ha, à, thấy quái cỡ này không đó, đảo không cái lô me này các bạn. Mình theo mình đấy thấy thì nó quái, nó lạ, độc đáo hơn là những cái lô me mình giao lưu với bạn nhiều lần ha. 24 các bạn đó, những cái cành mà nó co thế này mình đã cắt rồi, mình cắt ở đây thì cái nhịp này mình cắt thì các bạn quánh rớt xuống, còn ở đây mình dựng đỉnh ở trên đây nữa mà. Cái này mình lấy mặt tiền bên đây đẹp hơn nè ha, đây mình lắc cái chỗ này các bạn, lắc vô bụng này nè, lắc vô gịch nó ra, lắc ra cho nó phóng ra, còn cái đỉnh thì nằm trên ha. Đó, tiếp theo 25 các bạn nè, những cái cây này quái không thôi ha. Đó, đó, đúng không? 25. Tiếp theo là 26 các bạn. Nè. Đó, nó có đỉnh sẵn luôn nè các bạn thấy không? Anh em lấy hai mặt tiền được, bên đây cũng được, bên đây cũng được. Vậy thì ở đây nó đâm ra mình móc cho ra thôi, nó tạo được con lắc ra. Ha. Rất là quái luôn các bạn. 26. Rồi, tiếp theo 27 nè, cái này là cái cao của cành rớt các bạn thấy không? Đó, ở đây nè, ở đây mình rớt xuống,
có những cái này là những cái mà mình sáng tạo rất là độc mà. Thì những cái cây này á, là mình đã cắt theo cái cách mà uốn cành rớt hết à, đa số luôn các bạn, 28. Thì cũng có rất nhiều bạn là thích cái cành rớt mà mình đã từng làm đó. Đó, thành ra là cái lô me này á, mình đánh cái cành rớt xuống thì rất là hay, rơi rớt xuống các bạn ha. Thì có bạn nói là phong thủy gì đó, rơi rớt nó không hay, nhưng mà cái đó là do mình nghĩ ra. Ví dụ như mình nghĩ á, là mình rớt nó không hay đi, nhưng mà mình giải thích cái hay của cái rớt nó như thế này các bạn. Có khi nó rớt mà nó rớt à, các bạn có nghĩ là có nghĩ là nó rớt lại cho mình không, cái gì đó rớt vô cho mình không, rơi vô cho mình không, giống như người ta nói thị dê bị bà đó, bà để bà ngửi với bà không ăn, có nghĩa là cái lộc của nó các bạn ha, lộc đâu đó nó rơi cho mình. Thì mình giải thích theo một cái chiều hướng nó gọi là cái tốt thôi, còn nếu mình nghĩ cái xấu thì nó là xấu thôi. Vì vậy thì tóm lại là gì, do mình nghĩ các bạn ha, nghĩ gì ra nấy thôi chứ đâu có gì đâu, không quan trọng mà cái cuộc chơi mà. Đó, quái lạ luôn mà. 25. À, 33 chứ. 33. Ấy. Nhưng mà 33 giá 250 rồi. Mình nãy giờ mình lo mình nói với bạn á, mình quay tới đây nè. Lo nói với bạn cái mình cũng quên cái giá các bạn. Tới cái số 30 nè bạn thấy không? Tới số 30 á là cái giá nó tụt tụt xuống còn có 250 nha bạn. Bạn nhớ nhỏ hơn xíu mà bạn thấy không? 30, còn 29 á, từ 29 trở về số 1 á là 300 các bạn. Bắt đầu 30 là 250 nè, 31 250 kìa, 32 250 kìa, rồi 33 250 nè, rồi tiếp theo 34, nói vậy đó bạn, rồi tiếp theo 34 các bạn, giá 250 ha, nhỏ hơn xíu mà cái độ quái nó cũng vậy đó bạn ha, đó nè, thấy nhỏ hơn nè, 250 ngàn, giá bẹp xì nhèo luôn ha, không có đâu rẻ hơn chỗ mình đó bạn, 35 nè, cái này thì tông cao, quánh trình rớt xuống nè, ha, đó, quá gì cà na không, 35 rồi tiếp theo 36 đó, mà ná nhau cái dạng quýnh rớt không các bạn ha, độc lạ luôn đấy mà. Đó cây nó hơi nhỏ hơn xíu nhưng mà cái độ quái thì nó cũng cỡ đó các bạn. 27 sao mà 36 ra 27, 37 mà ghi lộn 27 các bạn ha, sửa lại số 37 đi, thiệt mình 37 bạn, để 36 và 37 nè. Đó, 250 ngàn, quái luôn. Thì mình cái kênh của mình bán cây nào giờ á thì mình đánh số từ 1 cho đến cây cuối cùng luôn rồi các bạn. Tới 38 nè. Chứ không có mã. Thường thường anh em thì ưa làm mã số bạn để phân biệt cây, còn mình thì mình không có phân biệt mã. Mình cứ từ số 1 cho đến cuối cùng luôn à. Nó ngắt đoạn ngay cái chỗ số 30 nãy đó các bạn nhớ không? Đó. Thì là từ 300 cho đến 250 vậy thôi à, cứ tiếp theo tới hoài vậy đó ha. Rồi 39 40 250 mà cái này cái bay nữa bạn, cái bay này mình giờ mình trồng hơi nghiêng gì xíu nữa nè, thì mình có thể mình để lên mâm cũng được, các bạn làm tiểu cảnh được ha. Số 40 đó, 41 các bạn, 41 là một cây quái nữa nè ha, đó mặt tiền nó đây nữa bạn này à, thấy không, thì đây là mình quýnh rớt xuống nè, thả cái cành rơi cành rớt xuống nó đã gì đâu luôn nè. Mình khoái nhất là cái cành rớt nó mang cái sáng tạo rất là nhiều trong đó, mà mình quýnh hẻo lã gì giúp trong đó nhiều cách uống đó, mà ra mình mê cái cành rớt nó là vậy ha. Đó cái cuộc chơi thì cái nào nó độc nó lạ thì mình càng khoái, mà chứ còn một cái thứ một cú hoài mình khoái đâu. 43 các bạn ha. Rồi 44 nè, cái này cũng vậy nè, cái này mình cũng đánh rớt từ từ đây nữa bạn ha. 44 đó, đó. 45 các bạn đó. Nè cái này quánh lã hồi đầu nè, lên đây cái quanh chơi vậy các bạn ha, đó hồi đầu 46 các bạn đó. Nói chung cái bài cây này mình mê lắm ạ, tại vì nó đúng cái phong cách của mình đó. Đó, còn không biết các bạn sao, thì nói chung thì cũng trên cái kênh của mình thì cũng có rất nhiều bạn thích cái phong cách của mình đó bạn. Nên mình thì mình đa số mình làm
cây với lại mình giao lưu cây thì theo phong cách của mình luôn đó. Rồi 47 các bạn, 48 cây này thì nó hơi lùng nè, theo nhưng mà nó quái nè, đang bắt đang quánh xuống rồi đó, mặt tiền nó lên ha, mặt tiền nó đang này giống như con rắn vậy ha. Rồi 49 các bạn đó, quái ha. Đó. 49 50 à, này thì mình cũng đã cắt giật rồi phải không, bộ đế nó cũng rất hay ha. Đó đây là đỉnh cho đây thì mình vánh rớt xuống nè đó, bộ đế nó nè. Tiếp theo 51 các bạn đó à, đây là bộ phẩm ngá sao bị hơi ngắn xíu, đưa xuống đây nó dài chút không sao, giờ vánh liền thôi mà, đây vánh rớt xuống hay ha. 51 rồi, tiếp theo 52 các bạn đó, mỏi tay quá, vừa cầm máy vừa quay vừa nói chuyện các bạn nha đó. À, một tiền đây nè đó, 52 53 các bạn, quá gì cà na không đó, rồi 53 54 nè, thấy không đó, hoặc là đẩy mặt tiền đây nè bạn, đây hay hơn nè ha, đây mình vánh rớt xuống lắc ra đập lại bên dưới 55 các bạn ha, thằng này thì nó siêu mà, hồi đầu nó siêu mà nó quái các bạn, bắt đây mình vánh xuống nè ha, mình có thể mình dựng đỉnh đây để mình lợp theo này xuống nè. Đây mình có thể trên sườn đó mình cũng có một cành lợp nữa ha, 55 tùy theo mỗi người sáng tạo thôi, cái cốt thì nó có sẵn rồi. 56 các bạn đó, cái này cái chật nè, chật quái nè đó, bắt cái đây quánh xuống được rồi nè, hoặc cái trên đây nó mọc trên đây thì mình lấy trên dịch nó xuống bạn. 56 cái me thì nó dẻo dẻo uống hết. 57 nữa bạn đó, mặt tiền mình lấy bên đây nè ha, đó thì cái này nè mình vừa dựng lên mình vừa lợp theo nó luôn. Còn mấy cây nữa, 57 ha, 58 nè đó, cái này bay quái nha bạn ha, ha 58 59 còn hết gì, 59 cây này hơi cao nữa bạn ha. Ủa, quái không, cây này ở trên nó quái lắm, nó giọt nó mình chừa cái này lại để quánh xuống sườn này nữa bạn, thành ra là không cắt ngắn nè. 59 đó, bạn sáng tạo lấy cái cây để sáng tạo ha. 60 đó, này cũng quái nha bạn, bộ đế nè, đây quánh rớt nè ha, lắc chuộng lắc ra, nãy giờ có nhiều cây vậy đó mà, thì cái lô này với đa số là nó cái kiểu đó các bạn. Rồi 60 cây ha, hôm nay mình có tất cả là 60 cây rồi, hôm nay mình có tất cả 60 cây các bạn, trong đó thì có 30 cây hả ta, 29 cây các bạn, có 29 cây là giá 300.000 nè ha. Đó thấy cây số 30 là 250 các bạn ha, từ cây 30 trở đi 250 các bạn nhớ ha. Đó. Nhưng mà các bạn cứ mua thì xem cái số trong đó, thì lúc mình quay xuống cái số đó là nó sẽ có cái giá tiền của các bạn ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây, mình xin chúc các bạn lựa được cái cây mà như ý để làm chơi cho đã ha. Rồi xin chào, hẹn những cái video tiếp theo.